Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là tiếp tục series săn tìm khủng long nè bạn ơi. Mình phát hiện được đây một mẫu trứng màu xanh da trời rất là đẹp nè của bạn khủng long Therizinosaurus đây nha. Phía bên đây còn có bạn khủng long con Dilophosaurus nè. Wow. Bên đây là nguyên một cái ổ trứng màu đỏ của bạn khủng long Indominus nè bạn ơi. Rất là đẹp luôn, bạn thấy không? Mình coi lại đây là bạn khủng long Therizinosaurus móng dài nè bạn. Hay còn gọi là khủng long móng dài á. Rất là đẹp nè bạn thấy không? Cái móng bạn này cực kỳ dài luôn và rất là đáng sợ nha. Đây là loài khủng long thịt có kích thước rất là to lớn bạn. Đây là bạn khủng long Therizinosaurus đang bước ra từ cái miệng kẻ Jura nè bạn thấy không? Wow, thân hình rất là to lớn, đặc biệt là cái móng tay rất là dài dùng để mà tấn công con mồi á. Các bạn này có thể dùng cái móng tay này để mà đâm vào vùng yếu của con mồi, như là cổ, để mà tấn công con mồi nha. Mấy bạn này rất là to lớn và rất là đẹp luôn. Bạn này thì có một màu sắc rất là sặc sỡ nè bạn thấy không? Quy một màu đỏ trên lưng rất là ngầu luôn, ánh mắt cũng rất là đáng sợ nữa bạn. Mình sẽ để cho bạn khủng long này nằm ở đây để mà tiếp tục canh cái ổ trứng của bạn đó hay sao nha. Còn phía bên đây mình phát hiện được một cái trứng khủng long màu xanh da trời với bạn khủng long con mới nở nè. Đây là bạn khủng long Mosasaurus con có màu xanh dương rất là đẹp nữa bạn thấy không? Hàm răng quá trời to luôn nhưng mà chưa mọc cái răng nữa trơn bạn ơi. Đây là gọi là hung thần của đại dương á. Một bạn khủng long Mosasaurus con có thân hình khá là nhỏ nhắn dễ thương luôn. Còn đây là bạn Mosasaurus mẹ đang bước ra từ miệng kẻ Jura nè. Rất là nhiều răng luôn, trên lưng còn có những cái lớp gai nữa bạn. Cái đuôi cực kỳ to lớn và rất là khỏe nha, giúp bạn này di chuyển rất là nhanh dưới nước luôn. Mấy bạn này có thân hình rất là to lớn và có thể mệnh danh là hung thần của đại dương nha, có thể tấn công được cả một bạn khủng long T-Rex luôn á. Mình sẽ để bạn khủng long con này nằm ở đây nha. Tiếp tục đây còn mấy cái trứng này đây, một cái trứng màu xanh da trời rất là đẹp cũng sắp nở nè bạn. Để coi khi nào nở là trứng của bạn khủng long nằm mình sẽ quay lại cho bạn coi nha. Còn phía bên đây nè bạn ơi, phía bên đây một bạn khủng long con đang nấp ở dưới bụi cỏ nè. Wow, bạn thấy không, một bạn khủng long Dilophosaurus con nha, có một cái mang chỗ cổ khi mà phùng lên có màu đỏ rất là đẹp nè bạn. Bạn này vừa mới nở là cũng không có cái răng nữa tráo luôn á. Thân hình cũng khá là nhỏ nhắn và dễ thương luôn. Wow, rất là dễ thương. Đây là mấy bạn khủng long Dilophosaurus đang chạy ra từ miếng kẻ Jura này nha. Các bạn này thường có tập tướng săn mồi theo bầy đàn á, từ 5 đến 7 con sống chung với nhau nha. Wow, mày thấy không? Đó, mày thấy cái bạn phùng mang không? Cái mang rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Wow, mấy bạn này di chuyển rất là nhanh nha, thân hình nhỏ con nhưng mà di chuyển rất là nhanh các bạn, còn có khả năng phun độc nữa đó. Đây cũng là loài khủng long thịt mà rất là nguy hiểm ở thời kỳ kỷ Jura luôn các bạn. Wow, rất là đáng sợ nè. Còn bên đây nè, đặc biệt nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một bạn khủng long Indominus nha. Wow, bạn thấy không? Thân hình rất là to lớn luôn và trên người cũng rất là nhiều lớp gai các bạn. Đây là loài khủng long mà được tạo ra từ thí nghiệm các bạn. Bạn thấy không? Hàm răng rất là nhiều răng luôn và được lai tạo bởi nhiều loại mà sinh vật khác nhau luôn á. Thân hình bạn này thì có kích thước to lớn như là mấy bạn khủng long T-Rex vậy đó. Wow, rất là đáng sợ bạn thấy không? Thân hình rất là gồ ghề và nhiều răng luôn. Răng thì mọc lẫm chởm để mà tấn công người gặm chặt cho con mồi đó nha. Đây là mấy bạn khủng long Indominus đang bước ra từ miệng kẻ Jura nè các bạn. Các bạn này thì có khả năng di chuyển bằng 4 chân và cả 2 chân nữa nha. Có khả năng đánh hơi và săn và tìm mồi rất là đáng sợ luôn. Và cực kỳ thông minh luôn các bạn. Các bạn thấy không, thân hình rất là to lớn như là mấy bạn khủng long T-Rex vậy đó. Có thể đánh ngang ngửa với lại mấy bạn khủng long T-Rex luôn nha. Một bạn khủng long Indominus mình sẽ để cho bạn khủng long này ở đây để mà tiếp tục canh cái ổ trứng của bạn đó nha. Bạn thấy không, trứng màu đỏ rất là ngầu luôn, mình nở ra bạn khủng long con màu đen nè mấy bạn ơi. Một bạn khủng long Indominus con nha, màu đen rất là ngầu luôn và đôi mắt màu đỏ đó nè. Trông rất là hung dữ và đáng sợ bạn không, nhưng mà bạn khủng long con này vừa mới nở nha, chưa mọc cái răng nào hết, nhưng này cũng khá là dễ thương và khá là nhỏ nhắn xinh xắn luôn các bạn. Bạn khủng long Indominus rất là ngầu luôn. Mình sẽ cho bạn khủng long con lại nằm lại ổ trứng nha, chờ hai cái trứng kia nở thì mình sẽ quay lại cho bạn coi luôn. Rất là dễ thương nè các bạn ơi. Sẽ để cho bạn nó nằm lại ổ trứng này đây đi. Tiếp theo đây mình kìm coi là còn bạn khủng long nào khác không. Wow, đây bạn ơi. Đây là mình phát hiện được thêm được một cái trứng màu xanh lá cây với bạn khủng long Velociraptor nè. Đây là bạn khủng long con rất là thông minh nha, tốc độ di chuyển cũng rất là nhanh và đặc biệt là thông minh luôn. Mấy bạn này thì có tập tính săn mồi theo bầy đàn giống như là mấy bạn khủng long Dilophosaurus vậy đó. Mình sẽ để bạn khủng long Velociraptor này ở đây nha. Hôm nay chúng ta đã phát hiện được rất là nhiều khủng long luôn, rất là nhiều loại khủng long khác nhau luôn bạn ơi. Bạn Velociraptor rất là đẹp luôn. Ok, chào tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.